thưởng thức ẩm thực đường phố Việt Nam. Hôm nay chắc tới chợ cũ á, đã thưởng thức một món ăn rất là cũ. Chào bà chủ. Xưa là có bố tới nè ha, ông nội bà nội tới đây ăn. Bây giờ anh sẽ ngồi vô bàn, em sẽ giới thiệu cho anh những món xưa cũ để nhớ lại ký ức của anh hồi xưa hồi còn nhỏ. Wow, thơm quá. Không chỉ hột vịt, gà ác tìm thuốc bắc, đặc biệt là cơm thố ha. Tại sao gà cơm là bỏ vậy chị? À, để cho nó nóng. Cũng hơi nóng bây giờ. Mình nấu lâu thì lâu nó không có bể, khoảng chừng 300 thố. Thì tặng mà cái đi. Thì còn 299. Số tốt hơn. Wow, rất là nóng. Và cơm nó không có bị khô. Bây giờ chỉ hay mình ha, thì có thể chắc hỏi chị một câu được không? Được. Cái cơm á nấu xong mới bỏ vô cái thố để là cho khách không? Phải. Không tin dắt anh vô chậm coi. Đó anh coi nè. Wow. Dưới đây là cái gì? Đây là nước. Người ta nói đó, ăn cơm Tàu lấy vợ Nhật ở nhà Tây. Bị lấy vợ Việt Nam sao ăn? Thì mình nấu cơm Việt Nam. Ba món Việt Nam đi. LC Group, nhà đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.